Rồi mến chào các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cái giá trị sử dụng của cây vòng vòng để các bạn tham khảo nha các bạn. Nè đây các bạn. Đây là ruộng bồng bồng của mình nè các bạn. Ruộng bồng bồng này đang cho thu hoạch nha các bạn ơi. Ngày nào mình cũng có thu hoạch đó nha. Thì từ lúc mình trồng đến thu hoạch là khoảng chừng 3 tháng các bạn ơi. 3 tháng. Mình thu hoạch mình tuyển những cây nào lớn nha các bạn. Mà vừa tuổi thu hoạch á. Mà còn non chưa có già các bạn. Mình nhổ mình thu hoạch. Thì còn lại mấy cây nhỏ nhỏ các bạn. Thì nó tiếp tục nó phát triển lên nha các bạn ơi. Cũng như cái khu này là mình vừa nhổ rồi nè các bạn. Đây còn lại mấy cây nhỏ nhỏ vừa vừa gì nè. Đây nè các bạn. Còn mấy cây nhỏ nhỏ vừa vừa này là sẽ khoảng chừng 4 5 ngày sau nhổ được các bạn ơi. Khi mình nhổ mình tiễn mấy cây bự rồi á thì mấy cây nhỏ nó mau lớn lắm các bạn. Thì cái giá trị sử dụng của cây bồng bồng các bạn thì như các bạn có biết cái đầu tiên á là mình dùng làm thực phẩm các bạn, dùng làm thực phẩm chế biến những món ăn hàng ngày các bạn. Đó là cái gốc cái lõi của cây bồng bồng các bạn ơi, cái lõi non á. Để cây bồng bồng thì cái lõi non ấy, thì dùng mình dùng chế biến thức ăn rồi mình trồng mình bán mình thu hoạch được cái giá trị kinh tế các bạn, thu nhập hàng ngày các bạn ơi, trang trải cuộc sống. Còn mình trồng kinh tế trồng nhiều á, có thể là thu lợi nhuận cao các bạn ơi. Đây nè, mình trồng khu vực này mình trồng ngày nào mình cũng có thu hoạch nha các bạn. Ngày 15 20 kg, 15 20 kg các bạn. Mình bỏ cho mấy cái chợ gần gần khu vực mình ở nè các bạn. Một cái giá trị thứ hai á là mình trồng với cái nền đất vuông của mình nè các bạn. Lúc trước á, mình làm vuông 2-3 năm rồi cái nền đất vuông của mình đó, nó bị ô nhiễm các bạn. Rồi mình thả tôm nó không còn hiệu quả nữa, năng suất nó càng ngày càng giảm. Thì mình trồng vòng vòng mình sẽ cải tạo được cái mặt đất nha các bạn. Cái rễ vòng vòng á, thì nó cũng như cái rễ lúa này các bạn. Nó sẽ hút cái ba cái chất mà dơ các bạn, ba cái sình đen nữa các bạn. Phân thừa phân thải của tôm rồi đó với thức ăn rồi dư thừa đó mà mình tồn động lại mấy vụ trước á nó hút hết này các bạn. Mình trồng thì khoảng 1 năm là đất mình nó sạch các bạn ơi. Thì mình cũng mới trồng ở đây mình trồng khoảng nửa năm thôi mà mình thấy môi trường nước nó thay đổi hẳn các bạn. Mình không còn xử lý men gì thêm các bạn ơi, chủ yếu mình tạt vô cho đủ ổn định độ pH là mình thả tôm. Mà mình theo mình quan sát mình thấy thì mình thả tôm nó đạt hơn so với trước khi mình trồng bồng bồng nha các bạn. Là cái giá trị đó là mình trồng bồng bồng mình cải tạo được cái đất nha các bạn ơi. Mình tạo được cái môi trường sinh thái nè, mình thả tôm cá rồi nó ổn định. Nó nhanh phát triển các bạn, nó đạt đồng con. Thì vụ này thì nó hơi lỡ, mình chỉ thả tôm càng với tôm thẻ thôi. Mình tính khoảng đầu năm tới, đầu mùa mưa mình cải tạo để mình xả nước ngọt này ra. Mình cải tạo ao rồi lại cái mình thả thêm cá thác lát và cá sạc rằn nữa các bạn ơi. Rồi trong khi đó mình vẫn thả thêm tôm càng với tôm thẻ nữa nha các bạn. Tại vì hai con cá đó là nó không có ăn tôm với thẻ nha các bạn ơi. Nếu mình thả những cá chê, cá lóc, cá dồi rồi đó thì nó sẽ ăn tôm nha các bạn. Đây mình tìm mình thả như cá thác lát, cá chạch rằn nó là nó ăn lợi gông tảo không à. Thì nó không có ăn cá, không có ăn tôm nha các bạn. Còn thêm một cái giá trị sử dụng, giá trị thứ ba nữa mình muốn chia sẻ đến các bạn á. Đó là mình dùng để mà đẩy cỏ nha các bạn. Đẩy cỏ khi mà mình trồng đồ tươi đồ nha các bạn. Trồng bầu, trồng bí rồi trồng dưa nữa các bạn. Đây là bầu bí mình trồng này các bạn. Ở đây mình trồng mình thu hoạch hết các bạn ơi. Còn ở ngoài kia không à, còn ở ngoài vòng vòng phía khuôn trên đó đó.
còn vòng vòng khu vực này mình bỏ hột trước á, mình thu hoạch trước rồi. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là cái giá trị sử dụng của nó là mình dùng cái đẩy cỏ các bạn, vừa đẩy cỏ cỏ không lên nè, còn cái nữa là sau này nó ủ xuống nó thành phân nha các bạn, thì như thế tốt cho cây, nó giữ được ẩm mặt đất các bạn ơi. Đây nè, mình thu hoạch rồi mình chặt ra nè, mình chặt ra mình để cho nó khô lại, cái nó mềm ra cái mình đi bỏ nè các bạn. Đây nè, mình đang xới đất trên đây nè, cái đất này mình tiếp tục mình trồng hai hàng đậu rồng, mình làm vàng trồng hai hàng đậu rồng, làm vàng chữ A mình trồng hai vàng đậu rồng các bạn ơi. Đó, còn cái này á, dùng để mà đậy bã cỏ, đừng cho cỏ lên nha các bạn. Mình chặt khúc khúc rồi đó nè, ở đây nè mấy bạn thấy không, cái này là mình chặt nó trước rồi nè, rồi bỏ ở đây giờ cỏ nó không có lên nữa nè. À, thấy không? Các bạn thấy chưa? Cái này mình bỏ ở đây nè, là cỏ nó không lên nữa nè. Còn cái chỗ đó mình không có bỏ trong chỗ mấy dây bầu dây bí, không bỏ đó thì nó cỏ vẫn tiếp tục lên nha các bạn. Đây nè, mình bỏ ở đây nè, là cỏ nó không lên nữa nè. Rồi cái này nó ủ xuống nè, nó ủ xuống cái nó thành phân, nó mục ra thành phân các bạn ơi. Cái phần phân sau này cái mình trồng cây rồi thì nó rất là tốt nha các bạn. Đây nè, mình còn bỏ đang đóng này, mình chưa gãi ra nè, vòng vòng đây nè, vòng vòng đây mình gãi, lúc trước mình chặt rồi mình gãi nó khô nè, nó khô gãi đều nó ra rồi cỏ nó không lên nữa các bạn. Đây nè, các bạn thấy không, cái bên này không có đậy nè, trên chỗ mấy dây bầu dây bí không có đậy nè, là nó lên cỏ rất là nhiều nha, rất là tốt luôn nữa. Còn ở phía bên đây sát bên này, hai bên nè đó, bên đây mình có đậy nè là cỏ nó không lên nè. Dài, dài đó đó các bạn thấy không, mình rải đều gì đó là cỏ nó không lên nha các bạn. Khi mình nhổ lên đó rồi mình chặt ra lấy cái gốc, rồi mình lột ra lấy cái lỗi thu hoạch mình bán nha các bạn. Còn mấy cái gốc là mình để lên đóng như nè, rảnh rảnh mình gãi ra, trong chỗ nào trồng cây đó gãi ra nó đậy được cỏ này các bạn, đậy cỏ rất tốt nè. Rồi được cái giá trị nữa là nó mục xuống, sau này nó mục xuống thời gian nó cũng mau, nó chừng khoảng tháng 2 tháng gì nó mục ra rồi cái nó thành thân luôn các bạn. Trồng cây rất là tốt nè, đây còn đóng mình chưa gãi ra nè, bạn thấy không, đây nè, nó mục ra nó rất là mềm nha các bạn, đây. Nó mục ra nó rất là mềm, nó giống như là phân gom luôn nha các bạn ơi, thì nó cũng tương tự, nó giống như phân gom vậy đó. Cái này là trồng cây xuống này nó rất là tốt các bạn, với cái phần nữa là nó giữ ẩm được đất này các bạn, đây nè, cái chỗ mình gãi nè các bạn, cái chỗ mình gãi nó đất nó ẩm nó đen rồi nè, đất ẩm nó đen rất tốt nè, giữ ẩm này tháng hạn mình gãi mình trồng cây trồng đồ tươi rồi đó, trồng bầu bí dưa đó mình gãi cái là nó giữ được ẩm cây mình rất là tốt nha các bạn. Thì mình chuẩn bị mình trồng cái đất này các bạn, mới xới bên này, còn bên đây mình xới đây nè, mình làm vàng chữ A, mình trồng đậu rồng các bạn ơi. Rồi mình dùng cái lá bồng bồng nè, cái lá bồng bồng nè mình vẫn tận dụng được nha các bạn, mình không có bỏ nha, tận dụng mình gãi ra chỗ mấy cái nè các bạn, đây nè, để mình làm cho các bạn xem. Vài bữa mình cũng gãi vậy các bạn, gãi vậy nè,
gái mình đẩy cho nó dày đây các bạn ơi, rồi nó mềm nó rũ ra nó thành phân này, rồi cỏ mình nó không lên đấy các bạn. Thì mình đi mới đất mình chơi mới xới đất thôi các bạn ơi. Thì vài bữa mình gãi, lúc mình gãi mình cải tạo mình gãi rồi cái mình quay chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn. Đây nè, mình đặt mình bỏ đống nè các bạn, các bạn thấy không, một đống như đống gom nè các bạn, nhiều lắm. Thì nhìn chung là thì cây bồng bồng ngày xưa là cây cỏ quan nha các bạn, tại vì mình chưa có khám phá được cái giá trị của nó các bạn ơi. Thì ngày nay do đất đai quý hiếm đó, rồi canh tác chủ yếu là canh tác thâm canh lúa rồi ta phá đất đạp người ta trồng lúa rồi nuôi tôm rồi nhiều các bạn ơi, rồi ít ai chú trọng đến cây bồng bồng lắm các bạn. Thì ở đây mình nuôi tôm rồi sau đó mình tìm hiểu mình trồng thêm cây bồng bồng các bạn, nó vừa mang lại giá trị kinh tế này, làm chế biến cái món ăn hàng ngày này, vừa cải tạo được đất nước của mình nè, tạo môi trường sinh thái tốt rồi mình chăn nuôi nó hiệu quả hơn nè, thứ hai mình tận dụng được cái phế phụ phẩm của nó nè, rồi mình trồng cây, cái trồng cây này cái kia các bạn, mình đẩy cỏ rồi cỏ nó không lên, mình đỡ tốn tiền chi phí thuốc xịt cỏ và nhân công làm cỏ nha các bạn. Nói chung là nó cũng có lợi luôn các bạn ơi, thì các bạn xem tham khảo các bạn. Thì các bạn có cần mà giống trồng á, hay là cần mua bồng bồng bán kinh doanh này đó, thì liên hệ mình số điện thoại dưới phòng mô tả nha các bạn. Thì số điện thoại của mình là số 0326 337 484 các bạn ơi. Thôi video mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn. Thì mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Mình sẽ chia sẻ nhiều điều thú vị về cây bồng bồng cho các bạn xem nha các bạn. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.